Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar, khẩn thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp, người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari." Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người phụ nữ trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đề cập đến một chủ đề rất gần gũi và thiết thực đối với đời sống con người chúng ta, đó là chuyện nước uống. Chúng ta biết rằng nước có một vai trò vô cùng quan trọng cho sức khỏe và sự sống của con người. Theo các nhà khoa học, nước chiếm tới 70-80% trọng lượng cơ thể của ta. Vì vậy, cùng với khí thở, cùng với cơm bánh thì nước uống là yếu tố không thể thiếu trong đời sống con người. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe đề cập đến một thứ nước khác quan trọng hơn nhiều, đó chính là nước hằng sống, nước đem lại sự sống đời đời. Khởi đi từ việc người phụ nữ Samari ra giếng lấy nước, ta thấy được tình cảnh bất an của người phụ nữ này. Sở dĩ mà chị ra giếng lấy nước đơn giản là vì chị cần có nước để phục vụ cho bản thân chị và cho gia đình của chị. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là
Cái điều đó khiến chúng ta không khỏi thắc mắc, đó là vì sao chị này lại ra giếng vào lúc 12 giờ trưa? Tại sao chị không ra giếng vào ban sáng hay là lúc chiều tối khi mà thời tiết mát mẻ dễ chịu, mà phải đi ra vào cái thời điểm vô cùng oi bức, vô cùng nắng cháy da người của cái vùng Trung Đông này? Bài tin mừng cho chúng ta biết rằng vì hoàn cảnh hôn nhân không được tốt đẹp của người phụ nữ này, chị đã có đến 5 đời chồng rồi. Và cái người mà chị đang sống với không phải là chồng của chị. Chính cái tình trạng hôn nhân không được tốt đẹp ấy khiến cho chị luôn mang cái mặc cảm tự ti trước mặt mọi người. Chị không dám đối diện với người đời. Hoàn cảnh hôn nhân của chị cùng với cái việc chị ra giếng lấy nước vào giữa trưa đấy cho chúng ta thấy được cái tâm hồn trống vắng của người phụ nữ này. Lúc này thì chị không chỉ mang nơi mình cơn khát về mặt thể lý cần có nước để uống, mà chị còn khát cả về tình người nữa. Chắc chắn trong sâu thẳm tâm hồn, chị muốn được sống hòa đồng với mọi người. Chị cũng muốn có cuộc sống hạnh phúc với một gia đình êm ấm, thuận hòa. Trong tình cảnh bất hạnh đó, Chúa Giêsu đã xuất hiện. Ngài mang đến nước hằng sống để thỏa cơn khát sâu xa trong tâm hồn của chị. Khi Ngài nói với chị rằng ai uống nước này, nghĩa là cái nước giếng đó, thì sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Và chúng ta thấy khi gặp được Chúa Giêsu rồi thì cuộc đời của người phụ nữ này được biến đổi hoàn toàn. Tin mừng nói rằng chị đã để vò nước lại, đi vào thành và nói với mọi người rằng tôi đã gặp Đấng Kitô. Như vậy thì nếu trước đó người phụ nữ này phải âm thầm, phải lén lút để đi ra giếng mà lấy nước vào lúc giữa trưa, thì lúc này chị hiên ngang bước đi vào trong thành phố. Nếu mà trước đó chị trốn chạy khỏi dân chúng vì sợ dư luận đàm tiếu những điều không hay về mình, thì bây giờ chị sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại, trò chuyện với họ. Và trước cái lời kể đầy xác tín của chị về Đấng Mêsia, thì dân chúng đã chạy đến với Chúa Giêsu để được gặp Ngài. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, tình cảnh bất hạnh và sự biến đổi lạ lùng nơi người phụ nữ Samari trong cái bài tin mừng cho chúng ta thấy được cái sức mạnh và quyền năng của ơn cứu độ nơi Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mang đến cho nhân loại chúng ta. Giống như người phụ nữ Samari, ai trong chúng ta cũng nhận ra nơi con người của mình những giới hạn, những mong manh. Ta khao khát được no thỏa, không chỉ nước uống vật chất, mà còn khao khát nước mang lại sự sống đời đời, mang lại niềm vui sâu xa, mang lại hạnh phúc đích thật cho con người chúng ta. Và đức tin Kitô giáo cho chúng ta biết rằng ngoài Thiên Chúa ra thì chẳng có ai trên trần gian này có thể làm thỏa cơn khát sâu xa này. Như lời Thánh Vịnh số 36 nói rằng lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống. Hay ở trong Thánh Vịnh 42, linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống, như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong vậy. Và Chúa Giêsu Ngài đến trong trần gian này chính là để đưa chúng ta đến với nguồn mạch của sự sống đó, khi Ngài bảo rằng tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Xin cho mỗi chúng ta ý thức cái con người giới hạn, yếu đuối, mong manh của ta. Nhờ đó ta cũng can đảm đến với Chúa Giêsu, mở lòng ra đón nhận Ngài để được hưởng ơn cứu độ, được uống nước hằng sống mà chính Ngài đã mang đến cho chúng ta. Amen.